Ban soạn thảo dự thảo nghị định thay thế nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có buổi làm việc với tập đoàn này. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hàng Long nhấn mạnh, tiếp thu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của chính phủ, đặc biệt là vấn đề về quản lý tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, cũng như quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cần phải đẩy mạnh tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường hậu kiểm và giám sát kiểm tra, với mục đích chung là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Do vậy, các ý kiến đóng góp cần tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, những nội dung mà doanh nghiệp đang gặp khó khăn vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động. Thứ trưởng đề nghị EVN tập trung giả soát, sửa đổi một số nội dung đã được các thành viên ban soạn thảo góp ý, trong đó tập trung vào một số nội dung mà trong quá trình hoạt động EVN đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là nội dung tăng giảm vốn, thu xếp vốn, ngành nghề kinh doanh các thành viên ban soạn thảo cũng đã thảo luận và góp ý liên quan đến các nội dung như về ngành nghề kinh doanh bổ sung nghĩa vụ đầu tư quy định về nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng giảm nguồn vốn